Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Đây là con đèn sau Track Pro 300B3MK3. Con này em về giá rất là tốt nha các bác. Là thuộc phân khúc khủng nha. Chạy bóng electric KT100 nha các bác, KT100. Với dàn bóng rề thật là khiếp khủng nha. Đặc trưng thiết kế của những âm đi đèn của Mỹ thì hậu rất là sâu. Bề ngang con này là khoảng 17cm nha. 27 nha các bác, 27 cho quên nha, 27cm. Còn hậu thì chắc cũng phải là 45. Tăng phô chính và hai tăng mô xuất âm. Soundtrack Hi-Fi 300B MK3 nha. Điện 120V nha các bác, điện 120V. Một đường tín hiệu vào. Chơi cầu 4 ôm và 8 ôm nha các bác. Hoạt động hoàn hảo quá nha các bác. Đây. 4 bóng KT100 electric nha. KT100 rất là khỏe nha các bác. Các bác biết chứng con KT88 là 50W trên một kênh rồi. Mà rồi tới KT90, rồi tới KT100, rồi tới KT150. Đa số các bác sẽ thường thấy là KT88 hay là KT90 thôi. Nhưng con cấu hình khủng này, Soundtrack này MK3 này thì nó chạy cái bóng KT100 nha. Đây là những bộ con bóng rề và hai cái bóng trước này, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tổng 14 bóng các bác. Cho em cắm điện các bác cùng xem này. Mạnh lắm các bác, và trang bị đặc biệt em này mà những con âm đi đèn khác không có là nó có hệ thống âm lo nét âm thanh nổi 3 cấp độ nha. Các bác sẽ, nếu mà chơi Acufy rồi á thì các bác sẽ biết được cái này nó tuyệt vời như thế nào nha. Chỉ cần mà chơi cấp độ cao cấp nhất như cấp độ 3 thì tiếng bass và nảy loa cực kỳ phiêu luôn. Những con Acufy i301 này các bác, 303, 303X đồ các bác, nó sẽ thường có những cái phần lo nét 3 cấp độ đó các bác. Này em cắm điện ra đó các bác cùng xem này. Nó mạnh lắm nha. Bóng KT100 mà. Đây. Đèn thì chúng ta phải chờ một tí nha các bác. Tất cả bóng đang sáng lên đấy. Em cắm điện mời các bác cùng nghe luôn. Con này em về giá tốt nha. Nó sẽ có một vết nhỏ nhỏ chỗ này này. Đấy. À. Còn lại đẹp hết nha. Đấy, vết nhỏ nhỏ này các bác thấy không? Với giá này là quá ngon rồi. Ok, khi hai bóng này sáng lên rồi. Hay là hai cái bóng khi mình hát thì nó có đèn lên nha. Em đang giao các bác 19 triệu nha các bác, nhanh tay mình sở hữu nha. Có một không có hai đâu. Soundtrack Pro đó các bác. Có thể thấy thường thấy em bán mic Mỹ Soundtrack Pro đó. Vâng, em mời các bác nha. Thì phòng em là không có máy lạnh nha bác, tại bà nên là những cái quạt nó kêu nha. Rồi các bác cùng nghe nè. Đây là bật hết lên rồi. Đấy. Hoạt động ok rồi đó. Có nhạc rồi các bác. Là hai cái phần phía trước này. Như một con bán dẫn nha bác, mạnh cực kỳ. Rồi chưa bật lo nét nha, chưa bật lo nét, để lo nét ở tech rồi các bác, tech rồi đấy, tech lo nét đó. Quá hay, có lo nét đây này, đẹp chạm vô lòng nha. Phải lên lo nét một bộ này, phải lên nữa nè. Khác liền các bác. Đấy. Mạnh cực kỳ nha. Nhưng ân tình là bể dấu thôi. Hiểu được anh thì chưa. Mà buồn đầu trách tình. Mạnh mà rất là hay nha các bác. Giá 19 triệu nha bác. Không BM này là thì BM nào các bác. Ở phân khúc 20 các bác đang có 20 triệu thì BM này liền cho em. Bảo đảm không bao giờ làm các bác thất vọng. Đấy. Các bác chơi con này có khi là không bao giờ bán luôn. Bởi vì nó mang một cái cấu hình quá là khủng và tiếng rất là hay và trang bị được âm thanh nổi lo nét 3 cấp độ. Đấy, đang test cấp lo nét rồi mà nghe rất phê luôn. Mà lên lo nét nữa là chơi như một loa có công suất lớn cơ. Mà lên đến bass và tiếng nó dày hơn rất là nhiều, khác biệt. Test này. Đấy. Bật lên này. Các bác để ý đèn này. Đấy. Nhớ mẹ ở quê nhà.
bác nào lấy thì liên hệ cho em nha. Tem cờ là còn nguyên các bác, đây, ốc là nguyên xây hết nha các bác, hàng bãi các bác, những con này là hàng bãi hết, ốc là nguyên xây chưa đụng chạm gì hết nha. Rồi 19 triệu nha các bác, chuyển khoản đủ là bớt 200.000, không bớt được nữa nha bác. Những con này là em về giá rất là tốt rồi.